Kính thưa quý vị khán thính giả, sáng hôm nay tôi đọc được một cái tin lẽ ra thì không có gì, nhưng mà đối với người Thiên Chúa giáo, người Công giáo đi nhà thờ thì họ xem như đây là một cái tin lớn, là vì họ dùng những cái ngôn từ rất là khó nghe. Tôi đọc sơ cho quý vị nghe cái cách đăng tin của những người tín hữu Công giáo nhé. Ông này chỉnh trần San Jose, nhưng mà ông đưa tin ở Việt Nam. Ngày 20 tháng 2 năm 2022, lối hành xử rừng rú và côn đồ, họ viết lớn lên hai cái chữ rừng rú và côn đồ, của hai người xưng là đại diện chính quyền thị trấn Vụ Bản, được xác định là bí thư và phó bí thư thị trấn Vụ Bản, khi xông lên cung thánh đòi giải tán thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Vụ Bản, tọa lạc tại thị trấn Vụ Bản vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Đây thì đây cái nguồn tin này nó dẫn đến trực tiếp cái website Tổng Giáo phận Hà Nội .org. Trước khi nhận xét về cái bản tin trên thì chúng tôi xin mời quý vị nghe một tí xíu về cái bối cảnh của cái giáo xứ này qua kênh Trần Ly. Ly chào bác nhé. Chắc mọi người đều biết cái vụ ở Tổng Giáo phận ở Lạc Sơn Hòa Bình, Vụ Bản Lạc Sơn Hòa Bình đó quý vị. Là cái nhà thờ này nó làm lễ. Và trước đó thì đã nhắc nhở rồi, cán bộ đã nhắc nhở rồi, nhưng mà nó vẫn coi thường. Hiện nay thì dịch bệnh lại đang trở lại mà ở Hòa Bình là đang ở cái vùng vàng quý vị. Thì người ta đã nhắc nhở rồi nhưng mà chúng nó bất chấp. Mà khi bệnh tật thì chúng nó lại đi vô bệnh viện. Nó lạ thay vậy đó quý vị. Rồi bây giờ bệnh thì đây, mục nó bị Covid và nó đang rất là nguy kịch. Và thằng linh mục này là từ chối chích vaccine. Ly đọc cho quý vị nghe nhé. Ở đây là quý vị biết rất rõ là cái COVID-19, ngoài thực hiện ngoài chích vaccine thì chúng ta phải thực hiện 5K. Tuân thủ 5K. Và cái quan trọng nhất là ý thức của người dân. Ý thức không tụ tập nơi đông người sau cái vụ mà Hội Thánh Phục Hưng nó đã làm bùng phát dịch COVID-19. Ở thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ lan ra cả nước. Thì bây giờ mời quý vị nghe cái chuyện ở Vụ Bản, và để thấy được là cái tà đạo này nó chỉ luôn là gây bất ổn cho xã hội thôi quý vị. Nhắc lại là ở cái tỉnh Hòa Bình hiện nay đang ở trong vùng vàng, vùng nguy hiểm đó quý vị. Nhưng mà họ vẫn tổ chức lễ trong nhà thờ, tụ tập đông con chiên. Mục đích là để con chiên đóng góp tiền. Còn con chiên thì ngu muội, cuồng tín. Một vài cái đoạn mà trực tiếp trong cái website của Tổng Giáo phận Hà Nội có liên quan đến cái bản tin này. Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022, những bước chân đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong hành trình ngày truyền giáo của Tổng Giáo phận đã tới với giáo họ Đồng Tâm thuộc giáo xứ Vụ Bản, một giáo họ non trẻ, nhỏ bé, tọa lạc bên cạnh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật 20 tháng 2, 2022, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ Vụ Bản, thay vì dâng thánh lễ tại nhà nguyện của giáo họ Đồng Tâm như đã dự định. Cái chỗ này thì tôi không hiểu cái lý do ở đằng sau cái chuyện mà ông ấy thay đổi cái nơi hành lễ. Mà ở đoạn dưới thì họ mô tả là cái nơi này đó, thị trấn Vụ Bản này là cái nhà giáo xứ mới này đó, cách cái giáo họ Đồng Tâm 5 cây số. Cái chỗ này thì nội tình nó như thế nào thì những người điều tra thì có thể hiểu được cái nội tình ở bên trong. Hiện diện trong thánh lễ còn có cha Giuse Nguyễn Văn Thoan, quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình, quý cha trong giáo hạt, quý tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ. Thì theo cái những tấm ảnh mà chụp được đó,
thì tôi nhìn thấy có tất cả 10 linh mục ở trên cái gọi là cung thánh, tại cái chỗ làm lễ nó gọi là cung thánh, nhưng mà không có ông nào đeo khẩu trang cả, không có ông nào đeo khẩu trang. Thì giáo dân thì có đeo khẩu trang nhưng mà ngồi sát với nhau, cũng có người cái khẩu trang cũng rơi ra để mà ca hát hay gì đó, thành ra phải nói cho nó rõ ràng như thế đó. Thì cuối thánh lễ, cái này cũng theo cái tin tức của cái Tổng giáo phận Hà Nội đó, thì cuối thánh lễ có hai người xưng là đại diện chính quyền thị trấn phụ bản xông lên cung thánh đòi giải tán thánh lễ. Sự cố này làm thánh lễ bị gián đoạn ít phút. Tuy nhiên, cộng đoàn phụng vụ vẫn giữ được trang nghiêm. Trong khi đó, một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã ra can thiệp, đề nghị hai người này rời khỏi nhà thờ để thánh lễ được tiếp tục. Tôi đọc xong cái đoạn này thì tôi có nhiều cái nhận xét. Cái câu đầu họ nói là cuối thánh lễ thì hai người xưng là đại diện chính quyền xông lên, họ dùng chữ xông lên cung thánh. Thì đúng ra tôi là cái người đi đạo từ trước thì tôi hiểu tất cả những cái việc gì làm ở trong giáo hội làm thì cũng đều phải được kính trọng, xem như là thánh thiêng. Nhưng mà đối với lực lượng chấp pháp thì không có ý nghĩa gì cả, thì nói cho công bằng là như vậy. Thì tôi thấy làm lạ là hai ông kia đợi cái giây phút mà gọi là cuối thánh lễ rồi đó, thì mấy ông mới lên và giải thích như thế nào đó thì tôi không không nghe rõ, bởi vì cái giữa lúc đó mà giáo dân cố tình hát những cái bài thánh ca vang lên để cho nó át những cái tiếng người ta trò chuyện với nhau. Nhưng mà theo cái bản tin của chính tòa giám mục đó thì họ mời hai người kia ra khỏi nhà thờ. Tức là họ xem như là đó là cái lãnh vực của họ, và ngày trước đây thì chúng tôi gọi đó là cái đặc khu con chiên, tức là họ tự xem như là cái nơi đó là cấm cung của họ. Và đứng theo cái quan niệm của đất nước đó thì tôi thấy rằng họ không nên xem bất cứ một cái nơi nào ở trên cái lãnh thổ Việt Nam này là của riêng của họ. Và đó là lý do tôi chống lại những cái sự gọi là nhượng bộ cho Thiên Chúa giáo cất nhà thờ, xây chỗ này xây chỗ kia. Bởi vì mỗi một khi mà họ được quyền họ xây cái gì đó, họ xem như cái đó là của họ và của hội thánh, động tới là họ nói là tự do tôn giáo. Tức là nếu chúng ta cho phép họ làm cái gì thì họ lợi dụng cái chỗ đó và họ xem như là họ độc quyền, họ cấm kỳ thánh giá lên, họ cấm tượng này, họ xây tượng kia, giống như cái ông linh mục vừa rồi mà bị sát hại đó, là cái ông Trần Ngọc Thanh, là nghe nói ông cũng xây tượng này tượng kia, tượng ông Thánh Giuse, thật là tổ bố, mà nghe nói là nó trái cái luật gì quy định gì đó của nhà nước, thì người ta bảo ông như thế nào đó ông không nghe. Thì quý vị xem lại đi, quý vị là ai ở trên cái đất nước của chúng tôi, của chúng ta, mà quý vị xem như tôn trọng cái những cái quan chức của Vatican? Các linh mục đều là quan chức của Vatican nhé, quý vị không có cãi lại được tôi cái chỗ này đâu. Mà quý vị có quyền đàn áp cả chính quyền. Đối với chính quyền đó, chúng tôi thấy là bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào có vi phạm là chính quyền có quyền đến. Và tôi thấy là chính quyền đã đến nơi này và đã nói chuyện, chứ không có một cái hành vi nào mà gọi là thô bạo cả. Trái lại, quý vị lời lẽ của quý vị, cái hành động của quý vị mời người ta ra khỏi là quý vị coi người ta chẳng ra gì hết, coi chính quyền chẳng ra gì hết. Tôi rất là bực bội. Quý vị coi cái nhà thờ đó là cái đặc khu của quý vị rồi, ai cho quý vị cái quyền mà xem cái đó là một cái đặc khu? Ai thò tới cái chỗ đó là quý vị xem như là họ người ta không có quyền. Xin lỗi nhé, chính quyền có quyền trên bất cứ một cái miếng đất nào ở trên
lãnh thổ Việt Nam, mà cho quý vị các nhà thờ làm một cái sự nhượng bộ của người ta là nó đã thành một cái sự kiện rồi. Người ta chẳng lẽ người ta chẳng nỡ nào người ta đuổi quý vị đi. Chứ đáng lẽ là quý vị là đã theo cái quân giặc đến đẻ con, quý vị là con của giặc để lại đây. Giặc nó dụ dỗ người ta, những người ban đầu theo giặc, và quý vị là con cái của giặc. Giờ chẳng lẽ đem cái chuyện đó ra kể thì quý vị làm sao mà cho đến hết được. Người ta đem cái lòng nhân ái, người ta bỏ qua chuyện đó, không nhắc chuyện đó. Nhưng mà quý vị cứ xem hễ là cái chỗ nào của quý vị, các nhà thờ, là quý vị xem như là quý vị độc quyền ở chỗ đó. Quý vị muốn đuổi người ta ra, cái cốt gì? Tôi thấy cái hành động đuổi người ta ra là không có được. Bây giờ để tôi kể cho quý vị nghe đây. Thêm một cái con chiên này nữa. Họ đem cái telephone hay là cái gương mặt của cái ông bí thư này ra, có tính cách như là khích động cho các giáo dân là nhận diện ông này để làm gì? Quý vị đánh người ta à? Mai mốt mà ông này có cái chuyện gì đó rồi mới quý vị biết. Nhớ nha. Họ đề là bí thư đảng ủy thị trấn Phạm Hồng Đức ngang nhiên lên cung thánh làm loạn. Ai làm loạn? Quý vị vi phạm. Tôi được biết là có cái quy định, có cái chính quyền địa phương ở Nam Định đã có công văn cấm tụ tập trên 10 người ở cái nơi mà cầu kinh. Nhưng mà họ, quý vị coi cái tấm hình này đó, này coi, cả 100 người. Đấy, tức là quý vị vi phạm 10 lần. Đó. Thế mà họ cầu kinh, tụ tập trên 10 người. Tức là quý vị vi phạm, quý vị không có xin phép, quý vị không có coi chánh quyền ra cái gì hết. Chánh quyền có quyền đến bất nơi nào ở trên đất nước Việt Nam này. Nếu có một cái sự vi phạm, họ có quyền đến giải quyết. Mà xin lỗi chứ họ chỉ nói thôi. Tôi cũng rất là hồi hộp, tôi rất là lo sợ khi mà tôi thấy cái... tôi không hiểu cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau này tôi chỉ biết là họ chỉ nói thôi. Bởi vì chính cái tờ báo của bên đạo Công giáo đó, họ nói là họ chỉ mời mấy ông này ra thôi. Tôi rất là sợ nếu mà chính quyền mà đến mà bắt ông nào chắc là chết với quý vị đó. Quý vị là ai? Quý vị tự xem là giặc à? Tự xem là đối nghịch với chính quyền. Vậy thì quý vị là giặc. Quý vị xem là đối nghịch. Tôi kìa rồi, tôi có nói một cái video về ông Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại đó. Ai mà lọt vào cái xóm đảo của quý vị mà làm mất mát một con mèo, một con chó là quý vị đập người ta thiếu điều nửa sống dở chết. Cũng may á, cũng may là ông Nguyễn Kiên á là chỉ có mới cái bầm mặt thôi. Thì tôi nhìn ông bí thư với lại ông phó bí thư mà vào đó mà không có vũ khí, không có gì hết mà chỉ đến mà nói, tôi rất là lo sợ. Bởi vì con chiên của quý vị đó, ngày xưa tôi nghĩ rằng rất là hiền lành, nhưng mà tôi nhìn lại đó thì rất là hung dữ, để mà gọi là bảo vệ đạo, bất chấp mọi điều, gọi là để bảo vệ đạo. Đưa cho người ta chụp hình rồi đưa điện thoại để cho người ta kích động, cho người ta làm cái gì? Đấy, bây giờ hôm nay nè, trên thế giới này đã có gần 6 triệu người chết vì Covid. Riêng ở Mỹ này á là 960.000 người chết. Đấy, còn ở Việt Nam mình đã tới 39.605 người mất mạng rồi. Đấy. Mà chính quyền cố gắng hết sức mình để bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi người. Quý vị cầu, quý vị bảo vệ, Chúa có bảo vệ quý vị khỏi Covid không? Hay là chính quý vị đã lan truyền Covid qua hồi kỳ rồi đó là cũng là truyền đạo đó, tức là truyền bệnh. Quý vị truyền đạo trong cái mùa dịch này là quý vị truyền bệnh. Nhớ nha, truyền bệnh. Không có ai được quyền truyền bệnh cho người khác. Quý vị bệnh một mình đi, tại sao mà phải đi tụ tập để mà lây cho người khác?
quý vị không, quý vị ở trong nhà thờ cầu nguyện rồi quý vị không có đi ra ngoài mua thức ăn hay là giao dịch gì với ai à? Nếu mà xem mà cái xóm của quý vị, cái nhà thờ là một cái đặc khu thì đừng có đi ra ngoài buôn bán với ai hết. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe, ở Mỹ này nè, trong cái mùa dịch hồi năm ngoái đó, là đã có 3 trường hợp mấy ông mục sư bị bắt, là bị cứng đầu. Cứng đầu cứ muốn hốt tiền người ta, không có nghe cái lệnh ở nhà của chính phủ đặt ra. Cho nên đã có 3 người bị bắt. Thì người ta cũng có cái tiền bail ra nhưng mà đều không có thoát được. Cái cách người ta bắt như thế nào thì tôi không có biết. Nhưng mà người ta bị phạt, người ta bị bắt phạt, bị ghi tội. Đó là cái chính quyền người ta đã làm. Cái trường hợp thứ nhất là ông mục sư ở Florida, ông đó tên là Rodney Howard Brown. Ở Florida, ông bị tóm cổ, tống giam vì cái tội chống lệnh nhà nước, tụ tập đông người trong nhà thờ và thể hiện cái sự coi thường tính mạng con người một cách rất là liều lĩnh. Đấy. Lát nữa tôi cho quý vị coi cái trang web này là twsb.com. Thì cái hôm đó đó, mục sư tên là Rodney Howard Brown đó, phải nộp 500 đô la để mà tại ngoại hầu tra. Đó. Để mà ra khỏi cái nhà tù quận Hernando đó. Ông á, ông tuyên truyền láo như thế này nè quý vị, ông nói như thế này: nhà thờ đó, nhà thờ của chúng tôi đó, nó có tới 13 cái thiết bị chống mọi loại vi khuẩn, hễ ai mới bước vào mà cái máy này sẽ giết tất cả các khuẩn trên người, hễ ai hắt hơi một cái là cái máy này sẽ bắn hạ vi khuẩn với tốc độ 100 mile một giờ. Sao mà phải mua cái máy mà giết vi khuẩn như vậy? Tại sao Chúa đâu vô trong đó cầu cầu nguyện chi mà phải tốn tiền phải mua cái máy? Máy ai làm? Tại sao mà tin cái máy hơn tin Chúa? Nếu mà Chúa có quyền năng như vậy, cầu như vậy thì tại sao phải khổ công mà quảng cáo cái máy? Máy là của các nhà khoa học người ta làm ra mà chả biết có được hay không nữa mà nói ẩu như vậy ai tin? Chúa mà quý vị cầu không được, không tin Chúa được thì làm sao tin quý vị được? Đó, quý vị cầu từ xưa tới bây giờ đó, cầu cầu miệt cầu mài mấy ngàn năm chứ đâu phải là mới cầu đây đâu. Có được gì không? Từ hồi dịch Covid tới bây giờ là 2 năm trường đó, làm đủ chuyện hết. Đem hình Đức Mẹ, đem ảnh Đức Mẹ, đem tượng Đức Mẹ lên, bay lên lên trời, rồi đem mình Thánh Chúa, đem làm phép đủ thứ phép, thứ phù từ Đức Giáo Hoàng cho tới Giám Mục cho tới linh mục, rồi làm đủ thứ kiểu, đủ thứ diễn, đủ thứ trò, lễ này lễ kia lễ nọ, rồi hù rồi nói cây thánh giá này là rước cây thánh giá gì hồi đó là cứu người ta khỏi cái bệnh dịch gọi là Black Death. Nó dốc bệnh dịch đó hồi thế kỷ thứ 14 nó giết gần 200 triệu người ở Âu Châu với lại Bắc Phi. Nó dốc tại sao mà cứ cứ hễ cái chuyện nó qua rồi qua cái thời gian rồi cái bắt đầu nó dốc, nó cái cây này hồi đó là cứu người. Cứu đâu bây giờ, tại sao bây giờ cũng rước cũng cầu cũng lại cũng hôn cũng hít mà chả cứu ai được mà toàn là mấy ông linh mục chết rạp ở trong nhà thờ đầy hết. Chúa còn không tin được nữa sao tin mấy ông? Cho nên cái ông mà cảnh sát trưởng Chronister ở Tampa ở Florida, ông nói đêm qua tôi đã quyết định tìm một cái lệnh bắt giữ mục sư của nhà thờ địa phương. Cái người này cố tình và liên tục bất chấp các mệnh lệnh do tổng thống nè, do thống đốc của chúng tôi, do CDC và nhóm chính sách khẩn cấp quận Hillsborough đưa ra. Bất chấp, họ bất chấp. Đó, cái sự mà coi thường tính mạng con người một cách liều lĩnh của anh ta khiến cho hàng trăm người từ hội thánh của anh ta gặp nguy hiểm và hàng ngàn cư dân có thể tương tác với họ trong cái tuần này. Đó, người ta lo sợ cái sự lây nhiễm của những người mà đi nhà thờ đi ra. Đó là một nha. Chưa hết, cái ông đó, ông là Howard Brown đó. Ông đã sử dụng những cái cỗ máy ma thuật nhưng mà một cách để mà giữ cho người ta vào cái nhà thờ cho cứng,
Đó. Cho nên là họ đã vi phạm cái chỉ thị của tiểu bang về việc cấm tụ tập từ 10 người trở lên. Đó, người ta cũng chỉ cho cái nhà thờ tụ tập 10 người thôi. Mà họ kéo lên chật cứng, kéo vào nhà thờ chật cứng. Đó. Vì ông ta nghĩ rằng ông không có ai mà ngăn cản ông ta được. Bởi vì ông nói rằng nếu mà virus lây lan từ cái những cái hàng ghế trong nhà thờ, nó sẽ khác với cái sự lây lan từ trong cái ghế của một cái quán bar nào đó, sao mà khác được. Đấy. Thì đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là cái ông mục sư Rick White, là ông này là thuộc về cánh hữu, cũng là thợ giảng ở Vero Beach, cũng Florida nữa. Ông rêu rao rằng đại dịch sẽ bao trùm Israel, tức là Do Thái đó, và trong các nhà nguyện, cái nhà nguyện Do Thái nó gọi là synagogue, vì dân Do Thái đã chống đối ông Giêsu. Hãy thống hối và tin theo Giêsu thì đại dịch sẽ hết. Có hết không? Mấy ông chết trước có thể. Đấy, đa phần giáo dân Mỹ đều theo Giêsu. Có ai chống ông đâu. Sao mà đại dịch ở Mỹ thì chết rạp hết trơn. Hồi nãy tôi nói bao nhiêu đó, hồi nãy là chết đi coi Mỹ này chết là 960.157 người rồi. Đấy, mấy cái người mà tin Chúa lại chết nhiều hơn á. Đấy, cái ngày 2 tháng 6 năm 2021 đó thì ông Rick White là bị Covid. Ông vào ông tuyên bố này nọ rồi rốt cuộc là ông tháng sau ông bị Covid, mà không phải một mình ổng không, mà cả gia đình ổng nữa, dâu rể gì cũng bị tùm lum hết. Không biết ông có chết hay không nhưng mà chắc chưa chết, nhưng mà bị rồi cũng không tin. Mà ông lại tố cáo cái thuốc chủng ngừa là cái chiến dịch giết người hàng loạt. Ôi trời ơi, nó dốc dốc từ trong cái lý thuyết giảng đạo Chúa, dốc ra thiên đàng quả ngục cho tới cầu nguyện, không có cái lời nào mà thật hết. Linh mục mục sư toàn là những thằng nói dốc, ai cãi với tôi cái đó không? Rick White cho biết anh đang ở bệnh viện với bệnh viêm phổi liên quan đến Covid-19. Ông cho biết một số thành viên trong gia đình cũng bị triệu chứng đó. Rồi có 3 thành viên trong cái nhóm mà làm báo gọi là True News cũng bị. Thế là ông nói đã bị như vậy rồi. Rồi tới chừng mà còn sống lại, cái em nói vì Chúa Giêsu Christ sống trong chúng ta nên chúng ta cũng sẽ sống. Thế còn mấy người chết thì sao? Những lời cầu nguyện của bạn cần cho các thành viên trong gia đình và nhóm ở trên. Nhờ Chúa Giêsu tôi đã sống sót sau cuộc diệt chủng của virus China. Đối với người dân Hoa Kỳ, cái tên mà virus China này là của ông Trump mà ông truyền ra đó. Mấy ông này thuộc về cánh hữu, tức là bảo thủ đó. Khoảng 1 tháng trước thì ông White nói rằng sẽ không có tiêm vaccine, bởi vì ông cho rằng đó là thứ diệt chủng. Ông nói tôi sẽ là một trong những người sống sót, tôi sẽ sống sót sau nạn diệt chủng. Đấy. Tôi sẽ không cho phép những kẻ cuồng về Covid thuyết phục tôi tiêm vaccine. Đó. Hoặc là tiêm vaccine trái ý muốn của tôi. Đó. Thiệt là cái người ta gọi là tà đạo hoang tưởng là phải. Đấy, trường hợp thứ ba. Thêm một mục sư cứng đầu nữa, tụ tập giáo dân vào nhà thờ bất chấp cái lệnh ở nhà vì dịch Covid-19. Cái này hồi năm ngoái, tháng 4 năm ngoái, ở Louisiana. Đấy. Mục sư này tên là Tony Spell ở bang Louisiana nói đi nhà thờ giống như đến bệnh viện, nhưng mà để chữa bệnh theo cái cách tâm linh, lại nói dốc nữa. Đó, thì cái bản tin của CBS nói là hàng trăm người đã đến và lắp đầy cái bãi đậu xe của nhà thờ đó, để mà làm lễ thêm một cái buổi thứ ba sau cái buổi chủ nhật, rồi còn làm thêm buổi thứ ba nữa. Bởi vì họ có lễ là họ thu tiền. Đó. Không có lễ là họ đói, họ không có tiền. Đó là họ tiếp tục, họ cứ dụ, họ cứ gạt. Người ta gọi là đạo dụ. Đừng có nghĩ tầm bậy, nhưng mà đó là thật sự là dụ.
Vụ toàn là nói dốc không à, không phải là vụ là thì là cái gì? Các tín đồ đổ xô đến nghe mục sư ở Louisiana hồi đầu tuần tuyên bố có hơn 1.000 người đã tham dự các buổi lễ vào Chủ nhật, ngay cả khi dịch bệnh tiếp tục bùng phát. Ở đây có cái hình cho thấy ông đứng là với là đứng với giáo dân nè, nói chuyện nói, không có ai đeo khẩu trang hết. Sau buổi lễ tối tại nhà thờ ở trung tâm Louisiana ngày thứ ba 31 tây tháng 3 năm 2020, tức là 2 năm trước, ông ta xem cái việc mở cửa nhà thờ không có gì khác biệt với các cửa hàng vẫn mở. Rồi ông so sánh cái việc đi đến nhà thờ để giống như là đi đến bệnh viện, ngoại trừ các nhà thờ bạn sẽ được chữa lành tâm linh. Tôi thấy bệnh hoạn thêm, điên khùng thêm thì có chứ bệnh chứ chữa lành cái gì đâu. Càng mê muội, hoang đường, mê tín. Quên kể nữa, mới đây nè, con chiên chống cộng cho Chúa cho tới chết, nổi tiếng nhất thế giới nè, Vũ Huynh Trưởng nè, mới bị Covid nó vật có 2 ngày chết queo mà không để trên trên cái mình cái cây thánh giá tổ bố nữa chứ. Phải là tôi chỉ trích hay là cười nhạo quý vị, mà tại vì quý vị cứ cứ cả đời từ từ lúc sanh ra cho tới lúc chết mà cứ cầu 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 hoài, mà tôi chứng minh cho quý vị thấy là cầu cũng vậy mà không cầu cũng vậy. Thì khi mà tôi share cái video khi mà các bí thư với phó bí thư đến nhà thờ đó để mà can gián mấy ông đó đừng có làm lễ đó, thật ra người ta đã làm rồi, gần hết lễ rồi, thì có mấy người người ta nhắc lại ở bên Ấn Độ đó là cảnh sát họ dùng roi họ quất chứ không có nói. À, đây là tôi chiếu lại cho quý vị coi là cái không nói on the roi hết đó, không có phạt tiền gì hết. Tụ tập nè, ra đây, ra đây, đại dịch lan tràn này, lan tràn này, cầu chúa này, cầu thánh này, ra đây, ra đây, ra đây. Đấy thì tóm tắt lại đó là cái những cái cảm nghĩ của chúng tôi đối với cái tin hôm nay. Xin chào quý vị và xin hẹn lại trong kỳ khác.